quý vị và các bạn hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6 thì trong thời gian gần đây, Đoàn Thanh niên Phường Nong Bua đã có nhiều hoạt động để chung tay bảo vệ môi trường, nói không với rác thải nhựa. Và hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng với Đoàn Thanh niên Phường Nong Bua trải nghiệm một cái hoạt động như thế nhé. Thưa quý vị và các bạn, như quý vị và các bạn cũng vừa thấy thì tôi cùng với đồng chí bí thư của Đoàn Thanh niên Phường Nong Bua, đồng chí Đinh Thị Chi cùng các bạn thanh niên đã vừa có những cái hoạt động cùng nhau nhặt rác này, vớt rác tại khu vực công viên Phường Nong Bua. Và để tìm hiểu kỹ hơn về hoạt động này thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng trao đổi với đồng chí Đinh Thị Chi, bí thư Đoàn Phường Nong Bua, thành phố Điện Biên Phủ về hoạt động ngày hôm nay nhé. Chào chị Chi ạ. Chị có thể chia sẻ kỹ hơn về những cái hoạt động mà mình đã thực hiện trong thời gian vừa qua để chung tay bảo vệ môi trường và nói không với rác thải nhựa không ạ? Trong thời gian qua thì Đoàn Thanh niên Phường Nong Bua đã thực hiện rất là nhiều các cái hoạt động vì môi trường, và hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới thì hàng năm Đoàn Thanh niên Phường Nong Bua có cái hoạt động ra quân để phòng chống rác thải nhựa cũng như là túi ni lông. Năm nay thì như các bạn cũng thấy thì Đoàn Thanh niên chúng tôi cũng ra quân để thu gom các loại túi ni lông và chai nhựa ở khu vực công viên Nong Bua. Thì đây là một cái hoạt động rất là có ý nghĩa, có tác động tích cực tới các bạn đoàn viên thanh niên cũng như là nhân dân trong cái việc là giáo dục ý thức cho các bạn đoàn viên thanh niên về việc phòng chống các loại rác thải nhựa và bảo vệ môi trường. Một đoàn viên của chi đoàn Phường Nong Bua thì khi được nhận những cái nhiệm vụ mà đoàn phường giao cho thì em cảm thấy rất là vui và háo hức, bởi vì một phần nhỏ của mình có thể giúp sức để bảo vệ được cộng đồng, và những cái hành động nhỏ bé của em có thể một phần nào đó sẽ giúp cho môi trường xanh sạch đẹp. Cái tổ chức một đoàn thanh niên rất là có ý nghĩa quan trọng. Đây là cái tổ chức của đoàn thanh niên vệ sinh môi trường tại công viên của Nong Bua này, nhất là công viên rất là xanh sạch đẹp. Chúng tôi dành cho những người đi bộ ở đây. Hai nữa là tổ chức cái anh em người ta câu cá ở đây, cả mấy cái mặt hồ là rất là sạch sẽ và đẹp đẽ, mang lại cái khuôn viên thật là chỉnh trang và gọn gàng sạch sẽ. Thưa quý vị và các bạn, những hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6 của Đoàn Thanh niên Phường Nong Bua, thành phố Điện Biên Phủ thì là một cái hoạt động rất là ý nghĩa, góp phần chung tay cùng với cộng đồng bảo vệ môi trường, nói không với rác thải nhựa. Và mong rằng những hoạt động như thế này sẽ tiếp tục được nhân rộng hơn nữa trong các đoàn thanh niên và các đơn vị đoàn thể khác. Đến đây, mục nói không với rác thải nhựa của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên xin phép được kết thúc. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang web dienbientv.vn hoặc kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.